chậu này nó có quen không? Ở một cái list nào đó mình có mua hai cái chậu cây mới về và inbox trang trí ngôi nhà cũ. Chuyển qua sang nhà mới á, thì các con mèo nó đã lên nhầm và hư hết tất cả các cây trong đó, nên là hiện tại chỉ còn hai cái chậu thôi. Mình sẽ định là thời gian tới mình sẽ trồng thêm nhiều cây cho cái ban công của tụi mình nó sẽ xanh hơn một xí, để các bé mèo có chỗ chơi thoải mái hơn. Mình sẽ dọn dẹp ban công này thiệt là sạch sẽ và sắp xếp những cái chậu cây và bắt đầu trồng cây vào ngày mai nhé. Đây là các hạt giống mà mình đã mua lúc đầu cách ly vào khoảng tháng 7. Thì mình mua đất và các loại phân bón để trồng cây. Thế nhưng mà tới hôm nay mình mới bắt tay vào làm. Thì hồi đợt bắt đầu giãn cách xã hội á, thì những cái loại rau như thế này là rất khó để mà mua, hoặc là có mua nhưng mà giá cũng khá là cao, nên là mình đã quyết định mua những cái loại hạt này về để tự trồng tại nhà. Hôm nay mình mới bắt tay vào trồng những loại rau này, nhưng mà hiện tại thì mình chỉ trồng hành lá, ớt, rau quế với lại là ngò thôi. Mùa này thì khá là nóng, mình cũng chưa có tìm hiểu về cách trồng cà chua cũng như là cách trồng hạt giống xà lách, nên là mình sẽ tạm thời nghiên cứu sau. Mình sẽ trồng bốn loại hạt này trước. Thì đầu tiên là mình phải đi ngâm các loại hạt này trước, sau đó thì mới bắt đầu trồng được. Bây giờ đi ngâm thôi. Chọn đi Bông, nhà mẹ ngâm nào trước? Bông nhà mẹ ngâm nào trước đây? Mẹ ngâm con trước được không? Mẹ xin nhai. Ngâm trước được không? Không được đâu nha, không được đâu nha, không có ngâm con nha. Rồi, ngâm thôi. À, Bông xin nhai. Đầu tiên là mình sẽ ngâm hạt ngò. Đây là hạt giống của rau ngò rí đó các bạn. Tiếp theo là rau quế. Hạt giống rau quế thì nó kiểu như hột é vậy á. Đây mình sẽ không ngâm hết một bịch, mình sẽ chừa lại để nếu như mà những cái loại này hư, những cái loại này nó không thành công thì mình có cái sơ cua. Tại vì bây giờ là không được đặt những cái món hàng như vậy nữa rồi. Với hạt giống ớt. À, hạt giống ớt là cái hột ớt đó mọi người. Đi mau, này không phải hạt mèo đâu nha con. Con đừng có làm lũ hạt mèo đó, 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 đó. Đi mau. Liếm liếm cái gì? Có ăn gì không? Bông nữa. Bào. Bông nè. Nằm đó coi, con nằm đó thôi, nằm xuống. Tiếp theo là hạt giống hành lá. Hạt giống hành lá cũng giống như hạt tía. Hành lá thì các bạn có thể trồng bằng cái gốc cũng được, nhưng mà mình muốn thử cách là trồng bằng hạt giống để coi là có lên hay không. Bây giờ thì mình sẽ chế nước ấm vào bốn cái này, ngâm khoảng chừng 3-4 tiếng thì có thể ươm mầm trồng được. Nước ấm nha mọi người, ngâm nước lạnh nó không phải đẹp, chỉ cần ngâm cho cái hạt nó mềm ra là được. Cái ớt này lần sau thì mình ăn ớt mình sẽ chừa lại mấy cái hạt mà mình đang trồng. Cái này nó như hạt é vậy á. Cái này hồi nãy là cái gì ta? Hạt giống rau quế, nhìn như hột é, nhìn hình xứng xế hạt lựu quá. Rồi bây giờ thì mình sẽ ngâm để yên nó và 3 tiếng sau quay lại mình sẽ bắt đầu trồng cây. Yêu ơi. Thank you.
trời đẹp không con? Đúng không? Đẹp không? À, thích không? Thích không? Mày, tìm ở đây không gió luôn. Sao á? Chim ơi. Wow, đẹp mắt ta.